Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Đấy thì qua những cái video vừa qua thì gọi là cứ đánh đánh giết giết thì nhiều quá rồi đúng không anh em? Thì ngày hôm nay thì qua cái kênh của mình cũng như là trên group thì nhiều anh em, đặc biệt là những anh em là nông dân và dân cày. Đấy thì anh em hiện nay thì mới chơi con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam. Đấy anh em chưa tiếp xúc qua đối với con game kho báu truyền thuyết bên server Trung hoặc bên server Âu thì hiện nay là nhiều anh em có đặt cho mình câu hỏi là nếu là nông dân này rồi dân cày VIP 1, VIP 2, VIP 3 gì đấy thì nên chơi những con tướng UR nào và đấy, những cái con tướng nào nó sẽ ra trong cái chiêu bộ như ý và cách kiếm đấy, tướng UR như thế nào. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em, một là về thứ tự đấy, update những cái con tướng UR ở trong cái chiêu mộ như ý nha anh em nhé, và cái thứ hai là cách để anh em có thể kiếm được đấy, những cái con tướng UR như anh em mong muốn, và một số cái con tướng mà anh em nông dân và dân cày nên chơi, và có những con tướng là đặc biệt là có những con tướng là phải có đối với cả nông dân, dân cày và VIP nha anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em cái nội dung thứ nhất, đó là cái thứ tự update tướng UR bên server Việt Nam. Thì thực tế là những anh em mà chơi cả hai phiên bản bên server Trung ấy, và bên server Việt Nam, và bên có thể là nhiều anh em chơi cả bên server Âu thì anh em biết rồi. Thì đến 99% là con game kho báu truyền thuyết bên server Việt Nam đó là mua lại bản quyền từ con game kho báu truyền thuyết bên server Trung, và hầu như là tất cả các cái event đấy của bên server Trung nó sẽ cập nhật và nó sẽ ra ở bên server Việt Nam. Đấy, trong đó thì một số ngày lễ của riêng bên nước Việt Nam ấy thì nhà phát hành bên game Việt Nam này này, người ta sẽ yêu cầu ấy, bên nhà phát hành bên game Trung Quốc ấy, cái bên bản quyền ấy, nó sẽ ra một số cái event đấy như theo yêu cầu của bên server Việt Nam. Để còn lại cơ bản thì tất cả các sự kiện này rồi tất cả các tính năng thì sẽ được cập nhật và update như bên server Trung Quốc. Đấy, điển hình như là cái dương tướng UR hôm trước mình đã nói với anh em rồi. Đấy thì nó sẽ ra như thứ tự của bên server Việt Nam. Thì đầu tiên là thứ tự update các cái con tướng UR ở trong cái chiêu mộ như ý trước nha anh em nhé. Đây thì hiện nay ví dụ cái chiêu mộ như ý của tuần này của bên server Trung là đang chỉ có mỗi một mình con tướng Big Mom thôi. Thì hiện nay ở bên server Việt Nam đấy, đối với con tướng Big Mom là cũng được đưa vào mặc định ở trong chiêu mộ như ý rồi, tức là tất cả các tuần thì đều cho con tướng Big Mom ở trong chiêu mộ như ý đấy. Còn lại trong cái chiêu mộ như ý này anh em ạ, thường ở bên server Trung nhá thì nó sẽ là duy trì cái con tướng đó đấy, duy trì ngoài con tướng Big Mom thì trong khoảng 3 đến 4 tuần thì nó sẽ cập nhật một con tướng mới đấy, vào trong cái chiêu mộ như ý. Ví dụ như tuần trước thì bên server Việt Nam thì mình xin lỗi là bên server Trung thì mới cập nhật cái con tướng là Mihawk UR. Đây, con Mihawk UR này mình vừa mới lấy đấy, 5 sao ở bên đó, và một con tướng UR mới sẽ cập nhật ở trong cái chiêu mộ như ý đó, nó sẽ khoảng 2 tuần liền. Sau đó sang tuần thứ ba thì nó sẽ quay trở lại là cái con tướng Big Mom. Đấy, tức là nó sẽ mất khoảng 3 tuần. Thì sang đến tuần thứ tư hoặc tuần thứ năm thì nó sẽ cập nhật cái con tướng tiếp theo UR tiếp theo theo thứ tự ra tướng. Đấy, tức là anh em có thể hiểu là cứ ví dụ như nào nó sẽ ra theo chu kỳ của cái tướng mới ấy, tướng mới. Ví dụ như hiện nay bên server tuần này của bên server Trung là đang ra con tướng Onikit chẳng hạn. Đấy thì sang tuần sau hoặc tuần sau nữa thì chiêu mộ như ý nó sẽ cập nhật một con tướng mới tiếp theo là ra sau cái con tướng là Mihawk UR. Đây thì thứ tự ra tướng của trong chiêu mộ như ý nha anh em nhé. Thì anh em vào cái dương tướng UR của bên server Trung là anh em có thể biết được thứ tự ra tướng UR. Đây, đầu tiên anh em có thể là thấy là ở bên server Việt Nam thì hiện nay đã cập nhật được ba con tướng trong cái dương tướng UR, đó là Big Mom này, Zoroema này và con tướng Zephy đúng không? Và đồng thời ở trong cái chiêu mộ như ý của bên server Việt Nam là đã ra đến con tướng Zephy rồi. Thì tiếp theo nữa, đấy có thể là sang tuần sau, đấy tuần tới này, thứ năm tuần tới này nó sẽ cập nhật là con tướng Edward Greenville nha anh em nhé. Đấy là con tướng thứ tư là ra trong chiêu mộ như ý là con tướng Edward Greenville. Sau con tướng Edward Greenville thì sẽ cập nhật đến con tướng là Kaido, Tứ Hoàng Kaido, được chưa? Sau Tứ Hoàng Kaido thì sẽ đến con tướng Thủy Sư Đô Đốc Akainu. Đấy, rồi đến Sanji Steel Black này. Đấy, tiếp theo nữa là đến con tướng là Crocodile. Đấy, Crocodile thì hiện nay là Crocodile là đang ra ở bên server Việt Nam đúng không? Ra từ tuần trước rồi, ra tướng mới và Oden. Đấy, sau Crocodile anh em nhé
thì nó sẽ cập nhật đến con tướng là Bartolomeo. Đấy, Bartolomeo. Tiếp theo nữa là cập nhật đến con tướng là Kuzan. Đấy, chim chỉ xanh Kuzan. Và mới nhất là con tướng là Mihawk UR, anh em ạ. Thì sau con tướng Mihawk UR này thì mình chắc chắn là bên server chung, đấy, có thể là tuần này thôi, chỉ trong tuần này thôi, hoặc là tuần sau thôi, là nó sẽ cập nhật con tướng là Carrot. Đấy, theo thứ tự. Theo thứ tự sẽ là tướng hải tặc này, hải quân này, thất vũ hải. Sau đó nó sẽ xoay về là hải tặc. Riêng đối với hai tướng thuộc dòng truyền kỳ, anh em nhé, riêng đối với hai tướng thuộc dòng truyền kỳ và tướng tứ hoàng, nó sẽ không cập nhật ở trong chiêu mộ như ý, và đồng thời không cập nhật ở trong cái dương đấy, tự chọn mảnh tướng UR, trừ hai con tướng Big Mom và Kaido. Đây anh em có thể thấy, trừ hai con tướng Big Mom và Kaido nhé, còn lại nó chỉ cập nhật các con tướng thường thuộc dòng hải tặc, hải quân và thất vũ hải. Nên là anh em đừng hy vọng gì vào những cái con tướng Young Rainian này, hoặc là con tướng là Wano Marco, hoặc là những cái con tướng như Sabo, Oden, Shiki, sẽ không bao giờ đưa vào trong chiêu bộ như ý. Đấy là bên server chung. Còn bên server Việt Nam thì phải đến 99% là nó cũng sẽ theo bên server chung là như vậy. Nên là nếu như anh em có muốn lấy những cái con tướng đó thì anh em chỉ có thể lấy thông qua cái chiêu mộ hạn giờ này là một này, hoặc là anh em đấy, lấy ở trong cái sự kiện là khiêu chiến bot tinh anh thì anh em có thể đổi được 50 mảnh ở đây. Đấy là hết nhá anh em nhá, chứ còn anh em không có cách nào khác đấy, ngoài nạp tiền và chiêu mộ hạn giờ. Thì đấy là đầu tiên là cái thứ tự update tướng ở trong cái chiêu mộ như ý và trong cái dương tướng UR là như vậy anh em nhá. Tiếp theo là cái cách kiếm đấy, cách kiếm cái dương tự chọn tướng UR và các con tướng UR. Thì cái cách đầu tiên đấy là anh em có thể kiếm được 50 mảnh từ trong cái sự kiện là khiêu chiến bot tinh anh. Thì mỗi khi một con tướng mới ra, đúng không anh em, có thể tuần 1 hoặc có thể sang tuần thứ 2 của con tướng đó ra, thì nó sẽ ra cái sự kiện là khiêu chiến bot tinh anh. Thì ở đây nó sẽ có cái giá là 300 cái xu vàng, thì anh em có thể đổi được 50 mảnh tướng UR. Đấy, đổi được 50 mảnh tướng UR. Đấy là cái cách thứ nhất, nhưng điều kiện ở đây là anh em ít nhất phải đạt VIP 1 đấy, để anh em có thể mua thêm 3 lượt nữa thì mới đủ được cái xu vàng để đổi 50 mảnh tướng UR đó được. Còn đối với anh em VIP 0 thì anh em sẽ không thể nào đủ được để anh em đổi được ở đây. Đấy, đây là cái cách thứ nhất, cái vị trí thứ nhất để anh em kiếm đấy, dương tự chọn tướng UR. Cái thứ hai là anh em hoàn thành cái nhiệm vụ chiến đại như này, là cái nhiệm vụ quyết chiến thượng đỉnh. Thì khi trong vòng 1 tháng đấy, anh em hoàn thành đến cái nhiệm vụ ngày thứ 30 đấy, 30 ngày liên tục anh em tham gia quyết chiến thượng đỉnh, thì anh em sẽ được 20 cái dương tự chọn tướng UR này. Đây, thì trong cái dương này thì nó sẽ có tất cả các cái con tướng UR mà cập nhật trong chiêu mộ như ý. Và anh em nhớ là cái dương này anh em có thể tích từ ngày đầu tiên anh em mới chơi, và anh em để đến bao giờ, để đến cuối cùng khi đến cái con tướng mà anh em thích. Ví dụ như mình hiện nay đây, ví dụ như mình hiện nay anh em có thể thấy là mình tích được 420 cái dương tướng UR này, và hiện nay mình đang chờ tuần này hoặc có thể chậm là tuần sau nó ra con tướng là Carrot anh em ạ, nó ra con tướng Carrot. Thì với 420 cái dương tự chọn tướng UR này mình sẽ đổi được là 420 mảnh đấy, tướng Carrot. Là như vậy, là với cả đây, với cả mình đã tích, anh em có thể thấy là đã tích kim cương cùng các cái, thì có thể đổi kiếm một em nữa ở trong chiêu mộ như ý, là có thể kiếm được một con tướng Carrot là 10 sao đấy, ví dụ là như vậy. Còn các con gác khác nữa, nên là anh em hoàn toàn có thể tích cái dương này từ đầu game đến cuối game, anh em đừng mở nhá. Nhiều anh em mình thấy là gọi là đổi được 100 cái dương này một cái, là anh em mà mở Zoro Enma hay mở Zep Phi đấy, hay là mở Edward Quibiu rồi mở Big Mom, rất là lãng phí anh em ạ. Anh em cứ để đấy cho mình và nó sẽ cập nhật theo thứ tự đấy. Anh em nông dân thì anh em cứ chơi các cái con tướng thường thôi, còn lại cái dương này khi nào có đúng cái con tướng mà anh em kết thì anh em hãy mở nhá, thì anh em hãy chơi như mình, hãy lưu như mình. Đấy là cái cách thứ hai là anh em kiếm cái dương tự chọn tướng UR ở trong cái phần quà chiến lệnh là quyết chiến thượng đỉnh anh em ạ. Đấy là cách thứ hai. Cái cách thứ ba, anh em có thể đổi mảnh tướng UR bằng cái điểm cúp, bằng cái điểm cúp trong chiêu mộ hạn giờ, thì với giá là 4 điểm cúp là một mảnh. Thì đối với cái shop mà chiêu mộ hạn giờ này thì các cái mảnh tướng UR nó cũng cập nhật theo thứ tự ra tướng ở trong chiêu mộ như ý, tức là không có tướng truyền kỳ và không có tướng tứ hoàng, ngoại trừ hai em tướng là Big Mom và Kaido. Đấy, nên là Kaido là một con tướng tứ hoàng rất là ngon,
và dành cho nông dân và dân cày chơi được và có thể chơi 11 sao được. Đấy là như vậy. Đây anh em có thể thấy tất cả các con app bên server chung của mình thì đều có Kaido 11 sao cả. Và anh em hoàn toàn có thể tích đấy, mà anh em nâng cấp những cái con tướng thường khác lên SP, thế sau đó anh em chuyển sang cho con tướng Kaido, thì Kaido là một con tướng anh em hoàn toàn nông dân và dân cày đều chơi được. Đây là các con app VIP không của mình thì mình đều có Kaido cả anh em ạ. Và là một con tướng rất là trâu bò và rất là đáng để chơi cho nông dân, dân cày và kể cả VIP, nó vẫn còn nguyên giá trị anh em ạ. Đấy thì đấy là cái cách thứ ba là anh em có thể là đổi được cái mảnh UR ở trong cái shop chiêu mộ hạn giờ. Đấy là cái cách thứ ba. Cách thứ tư thì cách này thì ở bên server Việt Nam hiện nay chưa cập nhật, bởi vì lý do tại làm sao? Bởi vì lý do là bên server Việt Nam là cập nhật cái tính năng quyết chiến thượng đỉnh quá sớm. Đấy, nếu như mình chơi ở bên server chung thì sau khi chơi game bên server chung khoảng 1 năm nó mới ra tính năng quyết chiến thượng đỉnh, thì bên server Việt Nam thì sau khi server chung nó ra quyết chiến thượng đỉnh tầm 3 tháng thì bên server Việt Nam đã ra rồi. Lúc đó các con tướng UR mới chỉ cập nhật được có 2 đến 3 con. Nên do vậy là đối với cái vị trí Dương tự chọn tướng UR này ở bên server Việt Nam là thay bằng mảnh tướng Katakuri. Đấy, nên là bên server chung thì nó ra một cái là nó update luôn là Dương tự chọn tướng UR, và tối đa một tháng anh em có thể mua được tối đa là 10 lần cái 10 Dương này, tức là tối đa một tháng anh em có thể đổi được một con tướng UR ở trong cái shop quyết chiến thượng đỉnh. Đấy thì đấy là cái cách thứ tư. Thì rất có thể là trong thời gian tiếp theo nữa, khi mà số lượng tướng UR nó đã ra nhiều rồi, thì bên server Việt Nam sẽ có một cuộc update là thay vị trí của tướng Katakuri bằng cái Dương tự chọn tướng UR này. Đấy là rất có thể là sẽ như vậy. Thì đây là cái cách thứ tư để anh em có thể kiếm được cái Dương tự chọn tướng UR, và cái giá của nó là 3.800 cái xu hải tặc. Đấy, cái xu mà anh em kiếm được của cái quyết chiến thượng đỉnh để anh em đổi được 10 Dương anh em nhé, đổi được 10 Dương. Đấy, như vậy là anh em mất 38.000 thì anh em sẽ đổi được là một con tướng UR, hay nói cách khác là 100 mảnh tướng UR nha anh em nhé. Thì đấy là cái cách thứ tư, đúng không? Thứ tư. Đấy, tiếp theo là cái cách thứ năm là anh em hiện nay là đang ở trong cái shop là PVV Đấu Trường Thế Giới anh em nhé. PVV Đấu Trường Thế Giới thì nó cũng cho giới hạn anh em là một tháng anh em có thể đổi được là tối đa là 100 đấy cái Dương tự chọn tướng UR. Đấy thì tối đa một tháng thì anh em cần tối đa là 10.000 điểm. Nếu như những anh em nào mà không vào được top 64 thì nếu anh em dự đoán đúng 100% thì một tháng anh em sẽ có tối đa là 8.800 cái điểm xu mỏ neo, thì anh em đổi được là tối đa là 80 cái mảnh tướng UR này, và kết hợp với cả quyết chiến thượng đỉnh nữa thì anh em hoàn toàn có thể kiếm được 1 đến 2 con tướng UR bình thường. Đấy là bên server Việt Nam nếu khi mà nó update ở trong cái quyết chiến thượng đỉnh anh em nhé. Đấy thì đây là cái cách thứ năm là để cho anh em kiếm được cái Dương tự chọn mảnh tướng UR để anh em hoàn toàn có thể chơi được. Đấy là đối với những anh em nông dân và dân cày thì có 5 cách đấy có để anh em có thể kiếm được cái Dương tự chọn tướng UR là như vậy. Rồi đến cái phần tiếp theo là những cái con tướng UR nào mà anh em nên chơi đối với các con tướng thường, đặc biệt là nông dân và dân cày nhé. Thì theo đánh giá của mình, đấy theo đánh giá của mình thì những con tướng mà anh em đáng để chơi và đáng để tích vé này để chơi, nếu đầu tiên nhé là để mà tích vé, được chưa? Anh em tích vé để anh em có thể dồn, anh em chiêu mộ hàng giờ, anh em kiếm lấy một con tướng UR để anh em tự chơi. Thì con tướng đầu tiên mình kiến nghị với anh em là con tướng búp là Wanomaku. Wanomaku nha anh em nhé, bởi vì Wanomaku là con tướng siêu búp, một con tướng siêu búp và siêu support luôn. Con này nó sẽ thay đổi meta luôn, nếu anh em nào không có thì chắc chắn là anh em sẽ thiệt rất là nhiều, có thể là bị những VIP 8, VIP 9, rất có thể sẽ bị những anh em là VIP 1, VIP 2, VIP 3 hoặc VIP 0, đấy anh em mà thua khoảng 700.000 lượt chiến. Mà nếu mà có Wanomaku tầm 8 sao đến 9 sao, hoàn toàn người chơi đó có thể là vã anh em sấp mặt luôn, bởi vì con này là một con tướng búp rất là chất lượng luôn. Và con tướng này thì theo dự kiến, theo đúng lịch trình thì khoảng 3 tháng rưỡi nữa sẽ ra bên server Việt Nam. Thế nên là anh em hoàn toàn có thể tích vé được. Và để mà tích được một con tướng Wanomaku tầm 9 sao thì anh em cứ phải mạnh dạn tích tầm 400 vé trở lên, bởi vì là những cái con tướng hot thì tất cả người chơi trong toàn game người ta sẽ đều đầu tư và tích vào con này. Nên là cái tuần đầu tiên thì anh em không nên xả vé, mà anh em để tuần thứ hai, tuần thứ ba. Và con này nó sẽ
ra trong 3 cái tuần đầu và trong các cái tuần sau nữa thì nó vẫn ra kết hợp để anh em có thể tự chọn được. Đấy, một trong 3 con tướng chẳng hạn, thì con tướng đầu tiên là con tướng Wanomaku trong chiêu mộ hạn giờ. Đấy thì là con tướng đầu tiên là mình giới thiệu anh em như vậy. Tiếp theo nữa, đấy là đối với thuộc dòng tứ hoàng, đó chính là em tướng là John Ryan. Nhưng tuy nhiên là đối với em tướng John Ryan anh em nhé, thì con tướng này thì không phải ai cũng chơi được. Và nếu mà chơi con này thì phải full 16 sao đấy, thì nó mới ngon được. Chứ còn nếu mà len ten gọi là kỹ năng SP tầm 7, 8, 9 sao thì nó không thể phát huy hết tối đa cái sức mạnh của nó được. Nên đối con này thì nông dân thì mình khuyên anh em là bỏ qua con này. Đấy, còn anh em nào mà đam mê, anh em thích 600-700 vé chẳng hạn mà phải đủ được 11 sao ấy thì anh em hãng chơi. Đấy, còn nếu mà xác định mà chơi được 9 sao với 10 sao thì anh em chơi Wanomaku thôi. Chứ còn tích con này phải được 11 sao xong chuyển kỹ năng SP từ con tướng khác sang thì nó mới có giá trị. Rồi, bây giờ tướng thường nha anh em nhé. Tướng thường thì con tướng đầu qua mình kiến nghị anh em đó chính là con tướng là Carrot. Carrot thì thứ tự ra tướng sẽ ra ngay sau Wanomaku, nên đây cũng là một cái điểm khá là khó đối với anh em nông dân và dân cày. Bởi vì sau khi ra Wanomaku thì anh em chỉ có 3 tuần để kiếm vé thì sẽ không đủ để tích được em tướng Carrot. Nhưng mà thật sự là em tướng Carrot này anh em ạ, độ gánh team của nó rất là cao, lượng sát thương nó rất là cao luôn. Và anh em có thể nhìn thấy tạo hình cũng rất là đẹp, và khi mà nó hóa trạng thái su long cũng rất là đẹp luôn anh em ạ. Và cái lượng sát thương nó gây ra thì mình gửi tới anh em rất là nhiều trận đánh rồi, thì rất là đáng để anh em có thể đầu tư một con tướng sát thương để chơi. Nhưng tuy nhiên là nếu mà không có Wanomaku ấy, mà team đối phương không có Wanomaku thì cũng khá là khó đấy anh em ạ. Đấy nên là anh em cân nhắc cho kỹ nhá, chọn một trong hai em tướng Wanomaku hoặc là Carrot, đấy là con tướng thường. Tiếp theo nữa, trong cái dòng tướng thường này thì con tướng Luffy Zephyr. Luffy Zephyr mặc dù là một con tướng tanh nhưng mà cái lượng sát thương thì nó gây ra theo phần trăm máu đã mất và phần trăm máu nó có, và đặc biệt là nó gây đam toàn thể tất cả đối với kỹ năng 1 và hình như là cả cái kỹ năng đây với cả cái kỹ năng ulti nữa thì phải, nên là khống chế tốt, anh em có thể bui khống chế tốt. Và anh em lượng sát thương nó gây ra rất cao. Những cái trận đánh gần đây anh em có thể thấy là lượng sát thương của con tanh này nó gây ra có thể khoảng 5 triệu 7 sát thương đến 6 triệu sát thương, thì đây cũng là một con tướng anh em có thể chơi được. Nó thuộc dòng hải tặc và anh em có thể chuyển kỹ năng SP từ các con tướng hải tặc sang cho nó được. Thì đấy là con tướng thứ hai. Con tướng thứ tiếp theo nữa đấy mà anh em có thể chơi đó chính là con tướng là Kaido nha anh em nhé. Bởi vì Kaido thì anh em rất là dễ kiếm luôn. Kaido có ra trong chiêu mộ như ý để cho tất cả anh em đều có thể chiêu mộ và kiếm Kaido được. Nên Kaido là con tướng tiếp theo mình kiến nghị anh em để anh em chơi. Đấy là con tướng Kaido. Thì đấy là đối với tứ hoàng thì mình kiến nghị anh em hai con tướng là Kaido và con tướng là Wanomaku. Đối với dòng thất vũ hải thì thực tế thì mình sẽ không kiến nghị anh em con tướng nào cả. Bởi vì đối với hai con tanh thì không thể gánh team được. Còn đối với em tướng là Mihawk UR thì nó đam đơn và thực tế là mình không thấy nó thể hiện được nhiều. Crocodile thì lượng sát thương không cao, nó thiên về khống chế. Còn Perona thì còn rất lâu nữa mới ra. Đấy nên là chưa thể kiến nghị anh em được. Đối với dòng hải quân, đối với dòng hải quân thì kiến nghị anh em là anh em có thể chơi em tướng CP0 Rope to Lucy này được. Bởi vì con này mà khi anh em full SP, anh em để cho nó tích đủ 5 gấn Dark Justice thì nó chuyển sang form người báo thì lượng sát thương nó gây ra sẽ rất là cao và đam rất là cao luôn anh em ạ. Thì con này anh em nào đam mê dòng hải quân thì anh em có thể chơi CP0 được. Đấy, rất là ngon, rất là ok luôn đối với dòng hải quân luôn. Đối với dòng hải tặc đấy thì ngoài em tướng Carrot này ra thì em tướng Kid này, Oni Kid này cũng rất là mạnh, đam rất là to, nhưng tuy nhiên là còn rất lâu nữa mới ra. Nên là ngoài em tướng Carrot anh em ạ thì đối với tanh là Luffy Zephyr nhé. Đấy, còn lại anh em có thể chơi Sanji Steel Black. Đấy, Sanji Steel Black với cái kỹ năng 1 nó tạo cái hiệu ứng giảm crit và crit dam, đồng thời là cái ulti của Sanji Steel Black thì cũng rất là cao luôn. Nếu anh em bui chuẩn, cứ có cái hướng bui chuẩn thì cũng rất là cao và rất là tuyệt vời luôn. Thì đấy là đối với dòng hải tặc thì mình kiến nghị anh em là chơi ba con tướng Carrot, Sanji, Steel Black và kết hợp là em tướng là Luffy Zephyr. Bởi vì những con tướng này thì đều ra ở trong cái chiêu mộ như ý, anh em hoàn toàn có thể kiếm được. Đấy nha anh em nhé. Thì ở video này thì mình muốn giải đáp thắc mắc với anh em nào chưa biết về thứ tự ra tướng ở trong chiêu mộ như ý là một này, và thứ hai là cách để anh em có thể kiếm được tướng UR đối với nông dân dân cày, và gọi là một số con tướng anh em nên chơi và anh em nên tích vé để chơi là như vậy anh em nhé. Rồi,
Xin chào anh em nhé.